Thanh Hóa APA hacker đánh cắp mật khẩu Facebook của hàng trăm người, mạo danh vay gần 4 tỷ đồng trong một tháng. Ngày 28 tháng 2, Công an huyện Như Xuân bắt Lê Quang Nam 25 tuổi, Lê Đình Hưng 24 tuổi và Trần Minh Tịnh 26 tuổi, đều ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ trái qua. Ba nghi can Nam, Hưng và Tịnh tại cơ quan điều tra. Ảnh TT Hanh. Theo nhà chức trách, ba nghi can đã chiếm quyền điều khiển các tài khoản Facebook của trang cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, Singapore bằng cách chọn mật khẩu hoặc lập Facebook giả mạo có giao diện giống, lấy được thông tin cá nhân, lịch sử trò chuyện của từng chủ tài khoản, chúng mạo danh gửi tin nhắn cho người thân của họ tại Việt Nam để vay tiền, nhờ mua đồ, mua thẻ điện thoại hoặc gửi tiền sang để đóng học phí. Nhiều nạn nhân tưởng thật đã chuyển tiền vào số tài khoản do chúng gửi tới. Nhà chức trách ước tính trong tháng 2, ba nghi phạm đã lừa đảo hàng trăm người với gần 4 tỷ đồng. Ai là nạn nhân liên hệ với Công an huyện Như Xuân để được hỗ trợ giải quyết. Let's Block Us. Oi.